Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình những cái lốc nền ở đường tái định cư An Bình nha, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì đây là cũng là thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì vòng vòng đây thì gần bệnh viện Nhi, gần bệnh viện STS, gần đại học FPT, đồ bán kính trong vòng khoảng 1 km là chúng ta tới. Khu bên đây là khu bệnh viện Nhi Đồng và STS đồ hôm nay ha. Còn đây là cái trường tiểu học của phường An Bình, trong khu tái định cư nha. Đây là khu đất tái định cư của An Bình, thì của gần trăm gạch đầu xấu rồi đó, qua đường Hoàng Quốc Việt. Thì có những vị trí nền bề ngang 4m5, dài 15, sẽ có bán cho quý cô chú anh chị em mình dao động từ giá 1 tỷ 7 là chúng ta sẽ sở hữu một cái nền 4m5 này nha, 4m5 dài 15. Thì đây cũng có những vị trí nền nè, từ đây qua đây nó khoảng 4m5, chạy dài ra sau thì là 15, thì có mưa hở ở phía sau. Thì quý cô chú anh chị em nào cần định cư lâu dài thì đây là một cái nền của tái định cư, thì nhà nước cấp lại cho dân đã bị mất mất đất và bồi thường và cấp lại cái nền ha. Thì cái này nền này thì hiện thời thì bán giá khoảng 1 tỷ 7, có nhầm nền nó ngợp, nhầm khi giá còn thấp hơn nữa nha. Còn cái giá đưa ra nhiều cái nền khoảng 1 tỷ 7 tới 2 tỷ 6, đi dài ra ngoài đường Trần Hoàng Na đồ luôn nha. Thì là một chút sẽ đi dài ra đường Trần Hoàng Na, đi dài dài các khu cái mấy con đường cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ha. Thì quý cô chú anh chị em là cần sở hữu một cái nền thì mình đến đây mình tham khảo cái khu này, thì tìm một cái vị trí nền theo ý, theo ý mình ha, theo hướng đồ luôn. Thì cái khu trường này đang làm gần hoàn thiện, và đây cũng có một cái khu trường mầm non đang cất nữa kế bên luôn đó. Thì đây sẽ có những cái tiềm năng rất là cao luôn. Đường trước nền thì đa số là đường 7m, lề thì mỗi bên 4m nha. Đó, đường thông thoáng và lề rất là bự luôn. Diện tích của nền khoảng chừng 63m2, 60m2 lấy lên. Còn nếu diện tích rộng nữa thì nó sẽ giá cao hơn nha. Thì quý cô chú anh chị em nào cần những cái nền gần trường học đồ này kia, giá khoảng 1 tỷ 7, 1 tỷ 8, hay là nhằm khi có những cái nền ngợp 1 tỷ rưỡi cũng có luôn. Nếu mà gặp những cái anh chị mà có hỏi tiền ngân hàng để mua những cái nền tái định cư này thì nhiều khi người ta bán lỗ lại luôn, là khoảng 1 tỷ mấy cũng có luôn. Hay là những cái nền người ta cấp cho tái định cư nhưng mà chủ lại ngợp quá, không có tiền trang trải như thế nào đó, người ta bán rẻ lại đặng cho dễ bán trong lúc này đó, trong thời điểm này. Đường ở đây thì gốc là thông thoáng luôn, thì bán với giá cái quy cách bán là bán theo quy bằng, bán theo không phải là quy bằng mà bán theo giấy biên bản giao nền, chứ chưa có giấy hồng giấy đỏ gì hết ha. Cái này thì nữa sẽ cấp giấy hồng, nhưng mà bây giờ thì nhà nước làm chưa kịp, thành ra chỉ bán cái biên bản giao nền cho quý cô chú anh chị em mình ha. Thì những cái anh cô chú anh chị nào có nền ở đây á, thì người ta chỉ bán là biên bản giao nền, còn giấy hồng thì phải đợi một thời gian nữa nhà nước mới ra giấy hồng được. Đây, những con đường chạy thông qua các trường tiểu học cấp 1, cấp 2. Thì ở đây có mấy cái khu công viên gần đây luôn nha. Thì cái này nó đang làm nhưng mà chưa có hoàn thành. Ở đây cũng chuẩn bị cất một tòa nhà cao tầng nè. Đó. Thì chạy dài ra đây, thì nếu mà dài ra đây thì giá bắt đầu nó nhảy lên theo từ từ nha. Thì khoảng 2 tỷ 2, 2 tỷ 3, 2 tỷ 4, 2 tỷ 6, ra tới đường Trần Hoàng Na thì cũng là 2 tỷ 6.
Thì đây là thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ, thì thành ra giá dao động nó cũng rất là cao. Thì đưa ra cái giá nhằm khi quý cô chú anh chị em mà có nhu cầu sở hữu thì mình đến mình coi thực tế. Con đường này sẽ chạy thẳng ra đường Trần Hoàng Na. Thì khu dân cư này nó nối giữa đường Trần Hoàng Na và đường Hoàng Quốc Việt, nó thông qua luôn nha. Đường Hoàng Quốc Việt thì nó rất là rộng lớn luôn, ra chạy thẳng ra chợ An Bình và chỗ qua bên đường Nguyễn Văn Cừ. Thì đây cũng cách đường Nguyễn Văn Cừ thì đâu đó tầm khoảng chừng 600-700 m là chúng ta tới đường Nguyễn Văn Cừ rồi. Thì đây là một khu rất là tiềm năng cao luôn. Đây thì giá lúc hẩm thì nó đưa khoảng 2 tỷ, 2 tỷ mấy một nền không. Nhưng thời gian này đã bị đứng đất, đất bán không được, lắng động lại, thành ra có nhiều người ngợp người ta bán sẽ có cái giá tốt nhất. Thì quý vị anh chị em nào có nhu cầu tầm 1 tỷ mấy, 2 tỷ thì đến đây mình mua cái nền để dành trong một thời gian nữa thì sẽ có rất là lời luôn, bán lại rất là lời luôn. Hay là mình ở đây thì đường xá cũng rất là thông thoáng, đường lộn nhựa thì tới 7 m, lề thì 4 m mỗi bên, thì rất là rộng rãi thoải mái, có cây xanh đèn đường chiếu sáng, camera an ninh rất là tốt, ở đây không sợ quy hoạch gì nữa ha. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video thì rất chân thành cảm ơn nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau.